cái đồng hồ da da quá trời nè. Ủa, anh lấy cái nào đâu? Hai trái phải ngon. Hai trái một giá, không lấy cái nào lấy rồi. Theo mình thích rồi. Đây, da nè. Vòng tay đồng hồ. Cái da có cá sấu nữa, mua da cá sấu không? Cá sấu hả? Cá sấu có luôn. Cá sấu 150 rồi. Còn cái này da bò xịn nè. Da bò tốt không á. Còn cái này là da dỏm nè. Cái này simili dù. Đây sao đi? Anh có đeo cái đồng hồ hả thấy không? Cái này đeo da đen. Cái đồng hồ này đẹp đi. Cái này lên dây à? Cái này lên dây năm sáu mấy á. Lên dây nè. Đây lên dây. Đó, đó. Cái hai cái hồi nãy bốn trái bán cái này trái rồi. Mấy cái đồng hồ lắc kê mới bán. Bán ba trái luôn. Hay đến mày lại sớm mà mua được rồi. Cái bán ba cái lắc kê. Bán hết ba cái. Ba cái hết ba triệu. Cái này tự động. Ba triệu, ba cái ba triệu. Cái mấy trăm, một cái triệu mấy, có cái triệu mấy đẹp lắm. Là sẽ có 5.970 thời bao cấp. Mà lắc kê không? Lắc kê luôn hả chú? Lắc kê. Hiệu gì? Hiệu... một cái Liên Xô. Liên Xô giống vậy nè, cái này cũng Liên Xô nè. Cái kia lắc kê luôn. Lắc kê được bán 800 ngàn. Trời. Trắng, trắng bán có 500. Rồi Môn Xô. Này chú ơi. Lấy tiền vào đó. Môn Xô 1790. Đây là nghe luôn hả? Cái này cái này xưa rồi. Cái này 952, cái này 960. 960, cái này 52 hả? À, cái này xưa. Cái này kiếm gió nhỏ xíu. Nhỏ xíu rồi, có mặt thêm mặt nhỏ. Mấy con bôn rốt này cơ nó căng dữ hả chú? Rồi này, máy mới lắm. Máy này nó đeo kỹ là cho nó còn ngon lắm. Qua con mới lấy con như vậy nè. Đi dây inox. Thì nó thôi mình thay vô đó. Ờ ý con mới lấy con dây inox. Mới mới inox mà thay inox vô. Như này dây da nè. Dạ. Đây có cái môi bình bè rồi. Lộ máy luôn nè. Cái này đồ mới. Đây có mấy em xe cô đây. Cái này điên, cái này mới tự động. Đúng rồi. Cái đó điên. Quạt. Xe cô quạt. Xe pin. À pin. Dạ con biết. Đây có các loại đồng xu, đồng xu cổ nè, đồng xu bán cái đó. Nó 220, nó trả 200 mới bán cái. Cái này đồng xu của nước nào đây? Cái này có bạc. Cái gì nóc nó rẻ hơn. Không thấy để tên để. Đó Mỹ đồ đủ nước. Đồng xu này của đâu đây? Mới cũ có trăm mấy à. Của Thái. Rồi nhìn thấy ông Thái rồi. Thái con Mỹ có luôn. Singapore. Có mua bạc cát xưa không? Bạc cát xưa hả? Râu xưa rồi chú. Mới cái này đồ mới. Xưa mất lắm, xưa của Mỹ trăm mấy cái. Cái này bán có 20. Cái này đồ Trung Quốc. Trung Quốc hả? Cái này bỏ lưỡi vô chú. Đó, bỏ lưỡi ra mà cạo. Lưỡi ra xong rồi. Lấy lại nha. Đó. Cũng hay hay ha, cái này mà đồ xưa của Pháp mua rồi. Đó, của Mỹ á, của xưa chứ của Mỹ á. Cái này của Trung Quốc phải không? 20 ngàn. Của Mỹ trăm mấy, trăm mấy ngàn. Dạ. Casio này, rồi súng này, rồi sóc là chắc không phải là hàng Jin thôi. Bộ da này 22. Giờ nhà còn mấy con đồng hồ cơ nữa rồi. Đây mấy vòng kỳ thu này. Mình không đeo, mình không đeo mấy con kỳ thu rồi. Rồi, cái tổng thuốc lao đây. Cái này chắc năm 70-80 quá. Chú nhìn vào chú biết được là cái năm của nó không chú? Cái tổng này khoảng năm bao nhiêu chú? Ba
150 nha. Nó bán 200-300. Ở đây bán ổn. Rất tiếc mình không biết hút thuốc nào. Ở đây bán trăm mấy, nó bán 200 mấy. Để kinh lúc luôn chứ. Lúc coi học sòn. Coi học sòn không? Còn này coi học sòn đồng hồ cũng được không? Đây. Những cái nó in dập vào cái đồng hồ, nó mắc in Japan, mắc in USA ở đâu đó, nhìn kỹ vô coi. Mới bán cái xịn, bao nhiêu chú? 200, mới bán cái 200 rồi. Cái này giỏ, Trung Quốc, nhìn là thấy cũng ấy rồi. 200 mấy 300 cái. Cái này hồi xưa nó kẹo gió không chú? Bây giờ cũng kẹo gió được. Ồ. 20 cái. 20 cái, mọi người nhìn thấy đồng tiền xưa nè. Nhìn chưa biết hồi xưa là kẹo gió bằng cái này luôn rồi. Hay quá à. Cái này chú bán bao nhiêu? 300. 300. Cái này còn 200 rồi. Cái này 300. 300. Cái đó mai ngon lắm. 300 nghìn. Mấy không? Mình tính quay chơi thôi, lấy mình ba. Mỗi lần đi chơi đi quay chơi chơi không phải mua con sao ta? Chiều nào chú bán đây hả chú? Đúng rồi. Dạ. Chú bán đây là bao nhiêu năm? Sáng chủ nhật thay thường là bán ở 4 giờ mới bán. Vậy từ 4 giờ, hôm nay 4 rưỡi rồi. Hôm nay thứ bảy chủ nhật là bán sớm được. Dạ. Thứ bảy với chủ nhật cho bán sớm. À. Ngày thường 4 giờ mới cho bán. À. 300 nghìn. Có lên mấy không ta? Con thì mê chơi mấy cái thằng cổ cổ này lắm mày. Đây có mấy những quân đội Mỹ này. Sợi kiếm sợi dây thôi. Tặng người
điều nè, đồng hồ lắc kê, có chữ lốc luôn nè. iPhone này con nào lên được không? Không biết. Thôi vậy đó. Kim không thấy. Hai kim không thấy dây chạy. Con này hai kim, kim nhỏ dưới này nên chạy. Switch. Mất Omega này bán sao vậy? 300. Hàng đeo thời trang nữa. Omega mọi người thích leo thời trang ra đây mua ha. Có tí sauce Omega nè, long xin nè. Đây mấy long xin mà. Long xin quả. Đây Omega lộ cơ. Nhưng mà chạy bằng pin nha. Ồ không này cơ luôn á. Cơ tự động. Đó Omega tự động. Quân đội Mỹ đúng không? Đây. À, nó xưa lắm rồi. United States. Đây có cái dẫn rồng quá dữ. Dẫn này nó mới anh đại đeo. Trời ơi, tay em đeo là được rồi, mập mạp mà. Không có con này là 12 con dép hả ta? Ồ, cái gì 12 con dép nè. Hay quá ta. Xưa giờ mình không đeo nhẫn, đeo đồng hồ không. Vòng đeo tay, quan công. Mà phát được những cái băng này hay lắm này. Đây là Music Việt Nam. Ngô Anh Dũng. Kỷ niệm Ba Lan Von 8. Ồ, biết còn nghe được không? Good for life. On I. Someday. Tại vì cái băng này nhớ đến ba mình hồi xưa. Vừa làm vườn trồng hành, vừa nghe nhạc chế lên bằng những cái băng cassette như vậy. Kỷ niệm. Cái bán hàng cái này mua được gì không? Mang chưa bán kia. Được rồi. Bán hàng là một số sớm. Biết rồi. Con nhìn thấy thấy tuổi thơ đó, nhưng mà giờ đừng đâu còn cái máy cassette nữa. Mua máy gì? Bây giờ mua được cái máy mà ba khác được cái này hay hay nè. Có ngoài bán thiếu gì? Mua được bán 5.000 cuộn thôi. 5.000 cuộn hả? Bây giờ mấy cái máy cassette này giờ bán bao nhiêu cái chú? Trăm mấy à, phải tám chục à. Vậy à? Giờ nó bán á. Vậy con biết đó. Nghe là nghe là thời xưa thôi, mấy cái này mới hay nè. Đúng rồi. Cái đĩa xưa nhạc. Quá rồi. Nghe những bạn thâu xưa về mới hay nè. Bây giờ kiếm đâu còn nữa đâu. 5.000 mấy hàng cái. 5.000 bộ. Không có máy mua băng làm gì. Thì con nghe. Con đi vòng đi con coi máy mà rẻ để con mua. Mua tao mua hàng cái. Điện thoại cái nào, điện thoại cổ cũ nào không? Mua hàng cái.
hai cái này thôi hả? Con đi coi cái đồ là cỏ hay không? Học được gì đây? Chúc tiền bán cho đất hàng. Để coi coi có máy gì hay không á. Có bán được cái gì á? Có cái gì, cây đèn thần gì vậy? Có cây búa đa năng nè. Búa đi rừng. Đây là Orion 2 sao 3 sao. Giữa chừng nó tắt tại vì chừng nó ngưng gì á, chạy giữa chừng nó đứng hả? Đắt mua rồi, nóng dầu rồi, 8 xì bao nhiêu? 8 xì. Băng cũ xưa hay tất cả những thứ gì xa xưa mà cũng muốn nhớ lại tuổi thơ.